Kính mời quý thính giả theo dõi bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Formosa vào ngày 1 tháng Giêng năm 1988 với chủ đề Tâm Ấn Tức Đã Thành Phật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách khai thị quyển 5. Tâm ấn tức đã thành Phật. Chỉ tội nghiệp là mọi người chưa biết rằng mình đã thành Phật. Ở đây không có ai là chưa thành Phật, nhưng bởi vì chưa tin tưởng cho nên vẫn chưa biết mình là Phật. Hơn nữa, quý vị không có tự tin, nếu không lúc tâm ấn là đã thành Phật rồi. Vấn đề là chúng ta có nhận thức được mình có phải là Phật không? Làm thế nào để nhận thức được điều này? Trước hết, chúng ta cần phải có kinh nghiệm, sau đó, từ từ có nhiều nhân duyên hợp lại sẽ khiến chúng ta hiểu rõ rằng chúng ta đã là Phật. Cho nên, chúng sanh rất là quan trọng, nếu không có chúng sanh, tức là không có Phật. Ví dụ, có một người ở trong sơn động tu hành, một ngày kia, đột nhiên khai ngộ biết rằng dường như mình là Phật, nhưng sau này, vì không có kinh nghiệm bản thân, cũng như hoàn cảnh khảo nghiệm, nên không có phương tiện duy trì niềm tin tưởng vào sự khai ngộ đó, cho nên mới nói, nếu không có chúng sanh thì không có Phật. Tâm ấn tức là đã thành Phật. Chúng ta càng tu càng hiểu rõ điều này, vì vậy càng phải tiếp tục tu hành. Nếu không thì chỉ thành Phật có một ngày mà thôi. Ngày mai lại không còn là Phật nữa vì quên mất mình đã là Phật rồi. Ví dụ, một bác sĩ tuy đã tốt nghiệp, nhưng nếu không cứu bệnh nhân, không có kinh nghiệm chữa trị, hoặc chưa từng sử dụng qua các dụng cụ y khoa hay thuốc men để thăm bệnh, thì mấy mươi năm sau có lẽ sẽ quên hết tất cả. Bất luận người bác sĩ này đã học tập bao lâu đi nữa, cuối cùng chỉ còn lại một vài kỷ niệm trong ký ức của mình mà thôi. Hoặc có người đã từng đàn một bản nhạc rất hay, nhưng nếu mười mấy năm qua ngưng đàn, không sử dụng đến nhạc cụ, thì khi có dịp đàn trở lại, sẽ không được rõ ràng, và tiếng đàn nghe không hay, và không được lưu loát. Học Anh Văn cũng vậy. Có người học Anh Văn rất giỏi, nhưng ba mươi mấy năm không sử dụng thì sẽ không còn nói lưu loát nữa. Tuy tôi sanh trưởng ở Âu Lạc nói tiếng Âu Lạc suốt mười mấy năm liền, nhưng bây giờ nói lại cũng không còn hay như trước nữa, không còn văn chương nữa và cũng không còn làm thơ Âu Lạc được nữa. Bây giờ nếu muốn viết thì tôi phải viết bằng tiếng Anh trước, sau đó mới phiên dịch sang tiếng Âu Lạc. Thậm chí có những từ ngữ Âu Lạc mà tôi đã quên mất rồi. Tuy nhiên cũng không phải là hoàn toàn quên hẳn, bởi vì thỉnh thoảng tôi cũng còn dùng tiếng Âu Lạc. Cũng vậy, nếu có một người Âu Lạc bị nhốt nơi hải đảo, cô lập với thế giới bên ngoài, mấy mươi năm không nói tiếng Âu Lạc, người ấy rất có thể không còn nói được tiếng Âu Lạc nữa. Có phải như vậy không? Chúng ta học Anh Văn hoặc những ngôn ngữ khác, ở trường học có thể nói một chút, nhưng khi rời khỏi lớp, không có cơ hội thực hành, thì sẽ dần dần quên lãng. Pháp môn đốn ngộ có thể lập tức kiến tánh thành Phật, không sai. Khi nhìn thấy ánh sáng của Phật là cùng với Phật đồng một thể là thành Phật, nghe được Phật âm, bất luận ít nhiều, cũng đã cùng với Phật đồng một thể rồi. Ví dụ, quý vị chạm vào tay, chân hoặc đầu tôi, cũng là chạm vào thân thể của tôi, bởi vì những bộ phận ấy là một phần thân thể của tôi. Cũng cùng một tình trạng như vậy, chúng ta nghe âm thanh thấp của Phật âm thì cũng là Phật âm, nhìn thấy ánh sáng ở đẳng cấp thấp của Phật cũng là ánh sáng của Phật. Chúng ta đụng vào chân của Ngài cũng được kể là thành Phật, thấy được Phật, chỉ có điều là chúng ta chưa hoàn toàn được diện kiến Ngài, nên không đủ tự tin. Cũng giống như nhóm người mù sờ voi vậy, người sờ vào tai thì nói voi giống một cái quạt, người sờ vào mũi thì nói voi giống ống nước.
người đụng vào chân thì nói voi giống như cái cọt. Mọi người đều đụng vào con voi, nhưng mỗi người lại có sự diễn tả khác nhau. Chúng ta, những người tu hành cũng vậy. Lúc tâm ấn là đã thành Phật rồi, nhưng vì chúng ta chưa hoàn toàn nhận thức được Phật lực của mình, lực lượng vạn năng của mình, nên không tin rằng mình đã là Phật. Vì vậy, không cần chờ đợi đến bao giờ mới thành Phật, mà tâm ấn tức đã thành, chỉ vì chúng ta không có kinh nghiệm và thiếu tự tin mà thôi. Đến khi chúng ta tu hành giỏi một chút, có đủ định lực để độ chúng sanh, chúng ta sẽ hiểu rõ Phật là gì. Nhưng muốn độ chúng sanh phải có biện tài và có trí huệ. Trí huệ và kinh nghiệm bên trong đương nhiên cần phải được trang bị. Nhưng trí thức và kinh nghiệm bên ngoài cũng không thể thiếu sót. Nếu chỉ thành Phật thì không có ích lợi gì như Phật độc giác, không có pháp môn để truyền cho mọi người, bởi vì Ngài không có thầy và tự ngộ đạo lấy. Hoặc giả có một người cùng với vị thầy mình học pháp môn Quán Âm, lúc tâm ấn được khai ngộ, nhưng sau này vị thầy bỏ đi, người ấy tiếp tục tu hành, rồi một ngày nào đó vị này được chứng ngộ. Nhưng vì không có thầy chỉ dạy, nên không có hệ thống giáo dục chúng sanh, cũng như kinh nghiệm truyền pháp bằng miệng. Dùng miệng truyền pháp có thể thu hút chúng sanh đến nghe kinh, thu hút sự chú ý cũng như lòng tôn kính của họ. Vì vậy, cho dù chúng ta có khai đại ngộ, nhưng nếu không có biện tài vô ngại, thì cũng không thể nào đem trí huệ của mình để diễn đạt cho những người chưa khai ngộ hiểu. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Phật Thích Ca khi thành Phật, thập phương tam thế Phật tán thán Ngài hết lời, bảo rằng Ngài ở trong đời ngũ trược, ác thế mà vẫn độ được chúng sanh. Bởi vì dùng ngôn ngữ của thế giới này không dễ diễn đạt Phật tính và đẳng cấp tu hành bên trong. Khả năng sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt là một điều rất quan trọng. Nếu không dùng ngôn ngữ để bày tỏ thì chỉ những chúng sanh có trí huệ cao, có thiện căn sâu, có phước báo lớn mới có thể hiểu nổi. Còn những chúng sanh khác thì không. Cho nên, chúng ta cần phải tu hành bên trong, trưởng dưỡng lực lượng chúng ta cho cao cường. Đồng thời, bên ngoài cũng cần có minh sư, có thiện tri thức, chỉ đạo. Phần lớn mọi người đều dựa vào bản thân mình để tu hành. Ví dụ niệm Phật, niệm kinh hay niệm chú, rất có thể cũng có thể niệm âm thanh bên trong, nhưng rồi ngày có, ngày không, hoặc một hay hai ngày có thể niệm, rồi về sau không còn nữa. Dù mỗi ngày có thể niệm cũng vô ích. Tại sao? Bởi vì như vậy không có phương pháp để phân biệt âm thanh nào là tốt, cảnh giới nào là xấu, và cũng không có ai để hỏi. Nên cuối cùng bị ma quỷ lường gạt, bị ma kéo đi, chuyện này rất đáng buồn. Nhiều người lúc tu hành bị lầm đường, biến thành ngoại đạo cũng bởi nguyên do này. Lúc tâm ấn còn được gọi là lúc đốn ngộ, là lập tức khai ngộ, hoặc hoa khai kiến Phật, là lập tức kiến tánh thành Phật. Điều này không sai. Nhưng vì chúng ta chưa có trí huệ, chưa có tự tin, cho nên ngộ đã mở rồi mà lại không biết. Bất cứ đại sư nào cũng nói, chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng vì chính họ không nhận thức được cho nên cũng vô ích. Bò cũng có Phật tánh, nhưng nó không nhận thức được nên cũng chỉ vô ích mà thôi. Cũng giống như một người tuy đã có một kho tàng quý báu, nhưng nếu như không biết rõ kho tàng này ở đâu, thì cũng vẫn là một kẻ nghèo nàn. Vì vậy, thành Phật hay không là tùy thuộc vào tâm của chúng ta, dựa vào lực lượng và niềm tin của chúng ta. Không phải ngồi nhiều là có thể thành Phật. Ngồi nhiều trở thành Phật ngồi, nằm nhiều thì thành Phật nằm, chứ không phải Phật khai ngộ. Tuy tôi nói, tâm ấn
tức đã thành Phật. Nhưng chúng ta cần phải tu hành nhiều, cần phải tịnh tâm, để tâm chúng ta lắng xuống để biết được mình là ai. Chúng ta không cần phải đợi thọ ký rằng trăm ngàn vạn kiếp sau này sẽ thành một vị Phật gì đó, ở tại một quốc gia nào đó, dạy dỗ chúng sanh. Loại thọ ký này thật là một chuyện đáng cười. Trong kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng thọ ký nói, một người nào đó trăm ngàn vạn kiếp về sau, hoặc là vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp sẽ được thành Phật, tên gì đó, và sẽ trú ngụ tại một quốc gia nào đó. Nếu như tôi là đồ đệ của Ngài, tôi sẽ nói, no thanks, bởi vì quá sức viễn vông, phải đợi đến vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp mới có thể thành Phật, thì ai có thể sống lâu như vậy để đợi? Rồi trong thời gian chờ đợi ấy, chúng ta phải làm gì? Thật là lãng phí thời gian. Và với sự chờ đợi ấy, chắc chúng ta sẽ biến thành hươu cao cổ mất. Người đã tâm ấn, tức đã thành Phật. Về điểm này, tôi có thể bảo đảm cho quý vị. Nếu như tôi không phải là Phật, thì ai là Phật? Nếu như tôi không thể thành Phật, thì không ai có thể thành Phật, bởi vì bất cứ người nào cũng đều có thể thành Phật. Phật là người đại khai ngộ, đại trí thức, đại minh sư, vậy thôi. Nếu chúng ta hoàn toàn hiểu rõ mọi việc, thì chúng ta ở trong đẳng cấp của Phật, đẳng cấp của minh sư, hoặc là đẳng cấp của giải thoát. Mỗi ngày quý vị tọa thiền, đi thế giới Tây Phương rồi trở về. Có lúc còn nhớ, có lúc lại quên, đó là ý nghĩa của vãng sanh. Chúng ta đi gặp Phật, lúc đó chúng ta là Phật, chỉ có Phật mới sống tại đất nước của Phật. Hay ít nhất cũng có một phẩm chất giống như Phật, mới có thể sống chung với Phật. Cho nên, có thể đi đến đất Phật, tức đã là Phật rồi. Thấy được Phật quang, tức là thành Phật. Phật chỉ là vậy mà thôi. Phật không phải chỉ có ngàn mắt ngàn tay, trăm mắt trăm tay, hoặc có rất nhiều mắt. Ngài có vô số mắt, vô số tay, không phải ngàn tay ngàn mắt mà thôi. Nhưng khi chúng ta nói với một người nào đó, Quán Âm Bồ Tát có vô số tay, vô số mắt, họ sẽ không hiểu rõ, không sao tưởng tượng được, nên phải nói ngàn mắt ngàn tay, như vậy họ mới tưởng tượng được. Đối với họ, ngàn mắt ngàn tay là quá nhiều rồi. Một người nào đó có ba đầu sáu tay, phải là người có bản lãnh cao cường rồi. Nếu như người ấy có ngàn tay ngàn mắt thì thật bất khả tư nghị. Cho nên khi nghe chúng ta tả như vậy, họ rất thỏa mãn, sẽ gật đầu nói. Lực lượng của Quán Âm Bồ Tát thật bất khả tư nghị. Đối với họ, ngàn tay ngàn mắt là quá nhiều rồi. Thật ra, Quán Thế Âm Bồ Tát không phải chỉ có ngàn tay ngàn mắt. Chúng sanh nhiều như vậy, ngàn tay ngàn mắt thì không đủ dùng. Khi nói đến thành Phật, không phải tôi thừa nhận rằng bây giờ quý vị thành Phật, quý vị vốn đã là Phật rồi. Tâm ấn xong, ít nhất quý vị có thể câu thông với lực lượng của Phật, trở về nguồn gốc của Phật. Chỉ cần trở về nguồn là đủ rồi, không cần phải đợi thêm một thời gian nào đó mới có thể thành Phật. Tuy bây giờ quý vị chưa thể dùng lực lượng của Phật, vẫn còn ở trong giai đoạn học hỏi, nhưng không sao, hãy tạm gác điều này qua một bên, sau này quý vị sẽ hiểu rõ. Ví dụ, một người chỉ cần bắt đầu làm việc là có tiền ngay, phải không? Bởi vì người chủ để tiền qua một bên, đợi đến cuối tháng sẽ phát cho người ấy. Từ ngày bắt đầu làm việc, người ấy đã trở thành nhân viên của công xưởng. Không phải đợi đến cuối tháng lãnh được tiền mới được gọi là nhân viên xưởng đó. Phần người chủ, kể từ ngày thứ nhất, người ấy đã là người chủ rồi. Không cần phải làm việc mấy mươi năm sau mới thành chủ. Khi người chủ ấy vừa bắt tay vào việc, đương nhiên, chưa có cảm giác rằng mình là chủ,
vì chưa quen biết người làm việc, chưa hiểu rõ hết mọi góc cạnh, mọi chi tiết của công xưởng. Có những lúc người chủ này hỏi thăm nhân viên của ông về máy móc, về công việc của người khác trong xưởng, như một người học trò vậy. Ông chưa có phong độ của một người chủ. Tuy nhiên, không thể vì vậy mà nói rằng ông không phải là chủ. Khi ông bước vào công nghiệp, ký tên xuống, ông đã là chủ rồi. Nhưng vì hãy còn mới, nên ông còn phải học hỏi rất nhiều. Cần phải quen biết hệ thống làm việc cũng như những hoàn cảnh đặc biệt xảy ra trong công xưởng. Từ từ ông sẽ nhận thức được vai trò của mình, càng ngày càng có niềm tin, và cuối cùng cảm giác và phong độ của một chủ nhân sẽ càng ngày càng phát triển. Có phải như vậy không? Cũng cùng một ý nghĩa đó, tâm ấn, tức đã thành Phật, chỉ vì chưa có dịp dùng đến lực lượng của Phật. Ở đây, chỉ có tôi là sử dụng qua, quý vị tạm thời không dùng cũng không sao, hãy cất lại. Về sau tự nhiên sẽ biết, à, ta tức là Phật. Nếu lúc đó cả thế giới nói quý vị không phải là Phật, quý vị cũng không tin. Đây không hẳn là thái độ kiêu ngạo. Nhưng vì cảm giác lúc thành Phật rất tự nhiên, giống ăn uống, nghỉ ngơi, không có gì đáng nói. Nếu có người cho rằng tôi kiêu ngạo, tôi cũng không biết kiêu ngạo nghĩa là gì. Thành Phật cũng giống như tốt nghiệp một trường y khoa, hoặc tốt nghiệp đại học vậy. Học xong đại học thì tốt nghiệp có gì đâu mà kiêu ngạo. Nếu có người học một môn nhạc khí nào đó đã lâu, sau khi học xong, mỗi ngày luyện tập đàn, chỉ cảm thấy vui, mà không có cảm giác kiêu ngạo. Trên thế giới này có rất nhiều người biết đàn các loại nhạc khí khác nhau. Mọi người khi học xong đều có thể đàn. Đó là chuyện đương nhiên, họ không cảm thấy kiêu ngạo, và cũng không có gì để kiêu ngạo. Trên thế giới, rất ít người hiểu được chân lý giản dị này, cho nên nếu có một người nào đó tự xưng là Phật, người ta sẽ nói, người này bị ma nhập, kiêu ngạo quá, không rồi. Nhưng đối với một người đã thành Phật, thì không cảm thấy có gì đáng nói, đó là một chuyện rất tự nhiên. Lúc trước tôi có kể cho quý vị nghe, trong số đồng tu của chúng ta có một người có được thứ năng lực kỳ diệu, là chỉ cần sự hiện diện của cô ở nhà thì bệnh tình của ông nội cô liền thuyên giảm. Những đồng tu khác cũng vậy, khi đến bệnh viện tọa thiền, con của họ cũng được giảm bệnh. Ngoài ra, có người đến nghe tôi giảng kinh, hoặc đọc sách của tôi thì được khai ngộ, vân vân. Đây chỉ là những chuyện nhỏ nhặt và rất bình thường. Đó chỉ là đẳng cấp của A-la-hán hoặc Bồ-tát. Chúng ta thường nghe nói trước đây có một vị Phật hoặc một vị A-la-hán nào đó có năng lực chữa bệnh, chỉ cần sống chung với họ, tự nhiên chúng ta sẽ có phước báo đó. Thân nhân đồng tu của chúng ta, tuy chưa tâm ấn, không tu pháp môn quán âm, nhưng vì có người thân tu pháp môn quán âm, họ cũng được siêu sanh. Điều này cho thấy rằng những đồng tu của chúng ta đã là các vị Phật Bồ Tát, hoặc đạt đẳng cấp của các A-la-hán. Cho nên mới có những phước báu đó, chỉ cần ở chung với họ thì có thể được siêu sanh. Vừa rồi, tôi nói đến cô đồng tu đó, tự cô ta không có cảm giác kiêu ngạo. Đối với cô, đây là một chuyện rất tự nhiên. Chính cô cũng không biết mình là Bồ Tát, hoặc cảm thấy cô là một vị A-la-hán gì. Trong Kinh Kim Cang có nói, nếu một vị A-la-hán hoặc Bồ Tát cảm thấy mình là Bồ Tát, thì người đó không phải là Bồ Tát. Theo trong kinh điển thì một vị Bồ Tát sẽ không hiểu Phật Bồ Tát là gì. Họ không kiêu ngạo, cũng không nói mình đã là Bồ Tát. Họ không có thái độ đó, cũng không kiêu ngạo gì cả. Nhưng họ biết họ là ai? Biết nhưng không biết. Chỉ biết rằng mình trở thành một thứ công cụ, chỉ còn thân xác mà thôi. Ngã chấp phàm phu của họ đã tiêu trừ đâu mất. Bây giờ chỉ có lực lượng của Phật ngự trị bên trong.
lực lượng này muốn làm gì thì họ làm điều ấy, không có gì ngăn chặn nổi. Vừa rồi tôi nói, tôi là Phật, tôi cũng không giảng Phật là gì. Nếu nói rằng tôi không phải là Phật, cũng không được, nói như vậy là không đúng, còn nói tôi là Phật, cũng sai. Theo kinh điển thì người ấy là Bồ Tát, là Phật, hoặc đã thành Phật, dùng ngôn ngữ không thể diễn tả được, điều này rất khó giải thích. Nếu không hiểu, thì tôi cũng không có cách nào hơn. Cũng như Phật Thích Ca nói, Ngài là Như Lai. Ngài đã thành Như Lai. Ngài nói với cha của Ngài rằng, con bây giờ không phải là đứa con phàm phu nữa, con đã thành Phật rồi, xin Phụ Vương gọi con theo truyền thống. Bởi vì Ngài sợ cha của Ngài hiểu lầm, rồi bắt tay Ngài, ôm ấp Ngài mà nói, con là con của ta. Như vậy sẽ mất đi phong độ trang nghiêm, nên Ngài phải nói rõ ràng là Ngài đã thành đạo rồi, Ngài đã thành Phật rồi. Ngài có nói như vậy không? Mọi người đáp có. Ngài nói như vậy không phải là Ngài muốn Phụ Vương của Ngài đảnh lễ Ngài, hoặc muốn có những nghi thức gì long trọng cho Ngài. Ngài chỉ nói một chân lý rất bình thường, một sự thật. Cũng như một vị bác sĩ nói với người khác rằng ông đã tốt nghiệp, hoặc giống như một người xuất gia nữ, trên đầu có chấm ba chấm, rồi nói, tôi là Tỳ Khưu Ni, chỉ thế thôi, không có gì lạ lùng cả. Sau khi trở thành Tỳ Khưu Ni, cũng giống như trước khi trở thành Tỳ Khưu Ni, cũng là một con người, không có gì đặc biệt, phải không? Thành Phật cũng vậy. Nếu chúng ta dùng ngôn ngữ thì chỉ có thể diễn đạt được như vậy mà thôi. Không có gì kiêu ngạo. Có người tuy chưa nói rằng mình là Phật, nhưng thái độ lại rất kiêu ngạo, phải không? Bảo người này đảnh lễ, bảo người kia đảnh lễ, lại ba lạy, lại bốn lạy, lại nhận bao tiền cúng dường, đó mới là kiêu ngạo. Còn một vị đã thành Phật và nói rằng mình đã là Phật, thì không có gì kiêu ngạo cả. Người ấy chỉ muốn nói lên một sự thật, một chuyện thật giản dị tự nhiên, cũng giống như nói, tôi ăn no rồi. Ăn no rồi thì nói, tôi ăn no rồi. Có gì là kiêu ngạo đâu. Thành Phật thì nói, tôi thành Phật rồi, bởi vì tự mình nhận thức được Phật tánh của mình, biết được mình là Phật, và biết được tất cả các chúng sanh đều là Phật. Lúc đó còn có gì để kiêu ngạo, ta và chúng sanh chỉ khác có một điểm mà thôi. Ta nhận biết mình là Phật, còn chúng sanh không nhận biết họ là Phật. Nhưng đối với người đã thành Phật ấy, thì mọi người đều bình đẳng, nên họ không kiêu ngạo, bởi vì họ cũng giống như chúng sanh vậy, không có gì đáng để kiêu ngạo. Cho nên, thành Phật là chuyện rất bình thường. Tâm ấn rồi, tức đã thành Phật. Đã cùng câu thông với đại hải của Phật để chúng ta trở thành nước của biển cả. Khi nào một giọt nước rớt vào lòng biển cả, hòa với biển và trở thành nước biển, không lẽ lúc đó còn hỏi rằng, bao giờ tôi sẽ được hòa vào trong biển? Đã ở trong biển rồi. Từ từ cái ngăn cách của chúng ta sẽ tiêu tan, rồi sau đó sẽ không còn gì nữa. Chúng ta biến thành biển cả. Cũng vậy, lúc chúng ta thọ tâm ấn là chúng ta đã được hòa vào biển cả của Phật, là chúng ta đã biến thành Phật. Lực lượng của chúng ta bất khả tư nghị, chỉ vì chúng ta chưa có dịp dùng đến mà thôi. Đợi thời gian đến rồi, chúng ta sẽ dùng, và chúng ta sẽ biết rõ lực lượng của mình. Bây giờ, cho dù quý vị muốn dùng cũng không thể nào đạt được, cho nên quý vị mới chưa biết rằng mình đã là Phật. Khi thời gian đến, trường hợp cần phải sử dụng, tự nhiên, quý vị sẽ biết được lực lượng của quý vị như thế nào. Bây giờ, muốn biết cũng chưa được. Bây giờ vì còn đang trong thời kỳ học hỏi, nên chưa cần thiết phải dùng đến. Sự thật, thì lực lượng muốn dùng lúc nào cũng được, chỉ tại vì quý vị không biết mà thôi. Lúc ngồi thiền, quý vị có thể giúp ích cho rất nhiều chúng sanh, chấn động lực của chúng ta phát ra,
có thể làm cho cả một quốc gia sáng lên, nâng cao ý thức của toàn vũ trụ. Nhưng tốt nhất là chúng ta không nên biết tới, bởi vì biết rồi, chúng ta sẽ sinh ngã chấp. Chúng ta phải tu hành lâu mới trở thành minh sư, bởi vì chúng ta cần huấn luyện ngã chấp của chúng ta, cá tánh của chúng ta, điều luyện ngã chấp của chúng ta. Khi ngã chấp của chúng ta được tiêu trừ xong, chúng ta có thể sử dụng lực lượng vốn đã có của chúng ta, như vậy mới không bị nguy hiểm. Ví dụ như cha mẹ tuy cho đứa bé rất nhiều tiền, nhưng vẫn để trong ngân hàng, chờ khi đứa bé đến 18 tuổi mới được đem tiền ra dùng. Tại sao vậy? Bởi vì tiền tuy là của đứa bé, nhưng trước 18 tuổi nó không biết cách dùng tiền. Có thể nó sẽ lãng phí bằng cách tiêu xài vào những thứ không đáng, hoặc đi cờ bạc, hoặc bị người ta cướp mất, vân vân. Cho nên cha mẹ mới không để cho nó tùy nghi sử dụng. Nhưng sự thật là số tiền này đã thuộc về đứa trẻ rồi. Chờ đến khi thành nhân hoặc khi nó đã lập gia đình, thì tất cả tài sản sẽ được cha mẹ giao cho hoàn toàn. Lúc ấy, nó đã trưởng thành, đã được huấn luyện kỹ càng trong việc sử dụng đồng tiền, và nó sẽ không tiêu xài lãng phí hoặc bị người ngoài lường gạt. Bây giờ quý vị cũng giống như tôi vậy, không có gì khác biệt cả. Sự khác biệt duy nhất là quý vị chưa biết, cũng như chưa hiểu cách sử dụng lực lượng này. Nói một cách khác, quý vị vẫn chưa biết được lực lượng của chính mình. Từ từ nhân duyên đến, có thể độ chúng sanh, lúc đó quý vị sẽ hiểu ra rằng tiền của chúng ta dùng mãi không hết, lực lượng của chúng ta là bất khả tư nghị. Chúng ta thành Phật rồi và an tâm rồi. Khi nói đến 88 danh xưng của Phật, không phải chỉ có 88 vị Phật. Đó chỉ là các danh xưng tán thán mà thôi. Ví dụ nói, tôi có thân thể trong suốt, sáng lạng. Những phẩm chất ấy chỉ là những danh từ tán thán mà thôi. Các đệ tử sẽ nói, tôi quy y với vị Lưu Ly Phật, quy y với vị Vô Lượng Quang Minh Phật. Đó là vì đối với sư phụ của họ, họ có một sự ca tụng hoặc tán thán một vị Phật, một vị thầy có rất nhiều phẩm chất, vừa từ bi vừa quang minh, lại vừa có thân thể lưu ly, và còn có rất nhiều phẩm chất khác nữa. Cho nên 88 danh xưng Phật không phải là chỉ có 88 vị Phật, bởi vì một vị sư phụ có rất nhiều phẩm chất, cho nên chúng ta mới nói, sư phụ, ngài là đại từ bi, đại rực rỡ, đại lực lượng, đại tự tại. Nam mô có nghĩa là con tán thán sư phụ đại từ đại bi, tán thán sư phụ vô lượng vô biên công đức, tán thán sư phụ vô lượng quang, gọi sư phụ là ám chỉ Phật, cho nên mới nói Nam mô đại quang Phật, cũng có nghĩa là con tán thán sư phụ của con, đại quang đại lượng, chỉ có ý nghĩa như vậy mà thôi. Cho nên, dù chưa có bao nhiêu danh xưng của Phật, cũng chỉ là tán thán một vị Phật mà thôi. Bỉ Lư Giới Na là vị Phật đại biểu tối cao. Đừng nghĩ rằng niệm nhiều danh hiệu Phật là có nhiều vị Phật, không phải như vậy. Ví dụ danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, có người gọi ngài là Quán Thế Âm, có người gọi ngài là Quán Tự Tại hoặc Thí Vô Úy Bồ Tát. Cho nên chúng ta đều có thể niệm rằng Nam mô Thí Vô Úy Bồ Tát, Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát, Nam mô Cổ Đà Sơn Lưu Ly Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Bồ Tát, vân vân. Thật ra chỉ là Quán Âm Bồ Tát mà thôi. Cũng vậy, 88 vị Phật cũng chỉ là một vị Phật, chẳng qua là dùng nhiều danh từ để xưng tán. Ví dụ, chúng ta muốn ca ngợi một người con gái đẹp, chúng ta cũng dùng nhiều danh xưng khác nhau. Người Mỹ khi muốn gọi người yêu của họ, họ không nói rằng, cô là người yêu của tôi, mà họ gọi là, em là mật ong, là kẹo của anh, hoặc là cưng, phải vậy không?
Tuy có rất nhiều danh từ nhưng tất cả đều ám chỉ người đẹp, người bạn gái của họ. Thời xưa, các vị hoàng đế Trung Quốc gọi người yêu của họ là mỹ nhân, ái phi, ái khanh, hoàng hậu, vân vân. Thật ra, vị hoàng đế chỉ muốn gọi người vợ của ông mà thôi. Cũng vậy, rất có thể trước đây các vị đệ tử muốn ca ngợi sư phụ của họ, nên dùng nhiều danh từ để tán thán. Từ đó mới có Đại Quang Phật, Phổ Minh Phật, Vô Hậu Phật, 88 vị Phật. Cho nên 88 vị Phật không phải là một, cũng không phải là 88 vị khác nhau. 1.000 1.000 vị Phật cũng vậy, đều chỉ dùng để tán thán một vị Phật cao cả nhất, phẩm chất của Ngài rất nhiều. Ngài là vạn năng, lực lượng của Ngài là bất khả tư nghị. Mỗi danh xưng đại biểu cho mỗi năng lực của Ngài. Vì vậy có rất nhiều danh xưng, chỉ thế mà thôi. Thượng đế cũng vậy. Có người gọi Ngài là Allah. Có người gọi Ngài là Jehovah. Có người gọi Ngài là Thượng đế, là Ngọc Hoàng Thượng đế, vân vân. Bởi vì con người thích gọi những tên ấy, người sau không rõ, thường thường vì danh xưng mà tranh chấp. Tên của tôi hay hơn tên của anh. Chúng sanh thật là dễ thương, chỉ vì một hai cái tên mà có thể đánh nhau. Vừa rồi tôi có nói không phải là 88 người, một vị Phật có rất nhiều danh xưng, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật, Đa Ma La Đà Viên, Đàn Dương Phật, Chiên Đàn Quang Phật, Ma Ni Đổng Phật, Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật, Nhất Thiết Thế Gian Lạc Kiến Thượng Đại Tinh Tiến Phật, vân vân. Dù cho chúng ta gọi là gì đi nữa, cũng không có chi khác biệt. Giống như Quán Âm Bồ Tát, có 32 ứng vậy. Phật A-di-đà còn được gọi là Vô Lượng Quang hay Vô Lượng Thọ, hoặc gọi Amitabha, cũng cùng một ý nghĩa cả. Sau này, người ta lại còn đánh nhau, hoặc tranh cãi nhau, chỉ vì danh xưng. May mà bây giờ chúng ta có tự điển để tra cứu, và biết được Amitabha có nghĩa là A-di-đà Phật. Lúc tôi mới đến Formosa, thấy họ tổ chức thiền thất, tôi cũng tham dự một hai lần. Mỗi lần niệm Phật chỉ nghe niệm Nam Mô A Di Đà Hữu, tiếng Formosa. Tôi thầm nghĩ, thật lạ, tại sao niệm Phật không niệm, lại cứ niệm đậu hũ, đậu hũ? Có đúng là họ niệm Nam Mô A Di Đà Hữu không? Lúc đó tôi chưa biết nói tiếng Trung Hoa, tiếng thổ ngữ Formosa lại càng không biết. Nhưng theo lời họ niệm thì tiếng Âu Lạc có nghĩa là đậu hũ. Phát âm rất giống như tiếng thổ ngữ Formosa, cho nên tôi nghĩ thầm. Kỳ lạ, tại sao họ lại niệm chữ đậu hũ tiếng Âu Lạc? Vì nghe họ niệm Nam Mô A Di Đậu Hũ, tôi nghĩ, chưa đến bữa trưa mà sao họ lại đói như vậy? Tóm lại, tất cả những tranh chấp đều do danh từ mà ra. Ví dụ tiếng Trung Hoa gọi là Xue, tiếng Đức gọi là Wasser, tiếng Pháp lại nói Lô. Thật ra đều ám chỉ nước. Trước đây không có tự điển nên mới tranh nhau dữ dội như vậy. Bây giờ khá hơn một chút, cho nên Thượng Đế, Phật Tổ đều là một. Khi có người nghe tôi nói Thượng Đế thì cảm thấy bất mãn nên hỏi, tại sao cô lại nói Thượng Đế? Tôi trả lời, tôi nói như vậy, nếu quý vị không muốn nghe cũng không sao. Những người như vậy thật là kém cỏi. Chỉ vì một vài danh xưng mà cứ tranh luận mãi thôi. Lúc tôi ở Mỹ, có một vị Pháp sư muốn tham khảo với tôi nên mời tôi đến nơi ở của ông. Được hai hôm, tôi không còn muốn lưu lại nữa bởi vì trong lúc đàm đạo, tôi đề cập đến Thượng Đế. Ông tỏ vẻ bất mãn và nói, tại sao cô lại nói Thượng Đế? Thái độ của ông làm cho tôi có cảm tưởng là mình đã phạm một trọng tội vậy. Tôi liền nói, vậy thì tôi không nói nữa, ông không có Thượng Đế là chuyện của ông, nhưng tôi thì có. Thật là ngu xuẩn, một sự tranh chấp ngu xuẩn, một bức tường đầy thành kiến, điều này quả thật không nên có mới phải. Tuy chỉ cần phá vỡ bức tường này là được,
nhưng lại không cách nào làm được. Quý vị thử tưởng tượng xem, một chuyện giản dị như vậy mà ông cũng không hiểu, thật đáng buồn. Thật ra đối với chúng ta, việc này quá giản dị, quá rõ ràng. Nhưng đối với một số người, bên trong còn quá nhiều thành kiến, nhiều ràng buộc, không cách nào thoát nổi. Như vậy, thì làm sao mà còn đòi hoằng pháp? Cho nên, họ càng tu, càng thấy yếu đuối, càng tu, càng thấy cô đơn, làm cho người bàng quang phải lắc đầu thương hại. Sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi phần vấn đáp giữa Thanh Hải Vô Thượng Sư và Thính Chúng trong buổi thuyết giảng tại Formosa vào ngày 1 tháng Giêng năm 1988 với chủ đề Tâm Ấn Tức Đã Thành Phật. Phần vấn đáp này được trích từ bộ sách Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ Hiện Đời Giải Thoát, sách Khai Thị Quyển 5. Vấn: Tâm ấn tức đã thành Phật, nhưng tại sao có người tâm ấn rồi lại làm phiền kẻ khác? Thanh Hải Vô Thượng Sư trả lời: Đó là khuyết điểm, cũng là cá tánh và thói quen, không phải chỉ vì lòng ác độc. Bởi vì chúng ta không rõ, cho nên chúng ta mới nghĩ rằng người đó có lòng ác độc. Thật ra đều là có quan hệ nhân quả cả. Sau khi thành Phật, không thể nói rằng đã hết nhân quả với chúng sanh, vì nhân quả vẫn còn tồn tại. Cho nên có người muốn giết Phật, muốn ném đá vào Phật, Phật Thích Ca cũng bị đau đầu. Ngài kể rằng trước đây chỉ vì dùng chân đá một con cá sắp chết, Ngài bị quả báo đau đầu. Phật Thích Ca cũng có nhân quả, Ngài đi đến một nơi nọ thọ bát 3 tháng. Không cách nào thọ được thức ăn, bởi vì những người ngoại đạo khác phỉ báng Ngài. Nhưng Ngài nói rằng đó là nhân quả của Ngài. Trước đây trồng nhân gì, bây giờ gặt quả ấy. Câu chuyện này trong kinh điển kể rất rõ ràng. Có những lúc Ngài cũng giận dữ với học trò của mình. Ngài mắng A Nan, La Dày, La Hổ La. Không phải vì Ngài dữ dằn, cũng không phải vì Ngài thích chửi mắng, mà vì La Hầu La và A Nan quá ngu. Đó là vì quan hệ nhân quả, nghiệp chướng của chúng sanh. Đối với Phật, không có người ác, cũng không có người xấu, nhưng không thể nào nói rằng không xấu, cho nên phải nói xấu. Đó là vì đẳng cấp của chúng sanh nên mới nói như vậy. Đối với Phật, không có tội, không có ác, không có thiện. Không ác, không thiện, không tội. Tính tình giống như đứa bé vậy. Đứa bé có biết tội là gì không? Có biết ác là gì không? Không có. Chúng rất thiện, rất chân. Có câu nói, cải lão hoàn đồng là ý nghĩa này. Sau khi thành Phật, con người không còn thiện, không còn ác nữa. Lục Tổ Huệ Năng cũng nói, bất tư thiện, bất tư ác, đó là Phật tính. Cho nên, Phật vĩnh viễn không phạm tội, dù Ngài làm điều gì cũng không phạm tội. Nhưng Ngài không làm, bởi vì Ngài sợ chúng sanh ngộ nhận, sợ chúng sanh không hiểu. Tuy Ngài khai ngộ, nhưng chúng sanh chưa khai ngộ. Cho nên, Ngài làm việc gì đều rất hợp pháp. Vấn: Những người chưa thọ tâm ấn, cũng có Phật tánh, cũng là Phật, nhưng tại sao khi họ làm chuyện xấu? Ví dụ, giết người, kết quả người bị giết và kẻ giết người đều oán hận lẫn nhau. Thanh Hải Vô Thượng Sư trả lời. Vâng, bởi vì cả hai đều không hiểu rõ trọng điểm. Họ nghĩ rằng chính bản thân họ làm, và người bị hãm hại kia, cũng nghĩ rằng người kia làm thương hại đến mình, cho nên hai bên hợp lại, tạo nên một bầu không khí hận thù. Họ tìm cơ hội để trở lại báo thù, vì vậy nhân quả cứ mãi xoay vòng. Phật Bồ Tát làm gì cũng không có tội, không có nhân quả, bởi vì họ hiểu mọi việc rất rõ ràng. Họ nhìn thấy nhân duyên rất minh bạch,
cho nên các ngài không có chấp vào việc làm của các ngài. Ngài hiểu rằng ngài không có làm, ngài hiểu rất rõ, cho nên ngài mới không bước vào vòng nhân quả. Đầu óc của ngài không ghi trở lại. Ngài hiểu rõ rằng không phải ngài làm, đối với ngài không có chuyện gì, nhưng vì chúng sanh không hiểu, họ nghĩ rằng chính họ làm ra, vì vậy mới có nghiệp chướng, cho nên mỗi ngày cần phải dùng âm lưu để rửa những quan niệm ấy. Ví dụ hôm nay quý vị làm điều sai quấy, quý vị không thể nào nói rằng mình không có phạm, cho nên cần phải làm quán âm để rửa sạch những cảm giác tội lỗi ấy. Ngoài ra không còn cách nào khác. Chúng ta rửa đến một thời gian nào đó thì không còn gì để rửa nữa. Chúng ta rửa hoài, rửa mãi thì chỉ còn âm lưu tồn tại mà thôi. Đến lúc đó mặc cảm tội lỗi chưa có dịp tiến vào thì đã bị rửa sạch rồi. Cho nên, đến lúc đó chúng ta không còn mặc cảm tội lỗi nữa, chỉ còn âm lưu của quán âm ở bên trong. Mặc cảm tội lỗi không thể tiến vào, chưa có tiến vào đã bị rửa sạch rồi. Vì chúng ta bây giờ tu hành chưa đủ, chúng ta vẫn còn giữ lại mặc cảm tội lỗi của quá khứ. Tuy âm lưu đã bắt đầu hiện diện, nhưng nó đến không kịp để rửa hết mọi thứ. Sau khi chúng ta rửa được nhiều rồi, âm lưu nhiều hơn mặc cảm tội lỗi. Đến lúc đó, mặc cảm tội lỗi vừa mới tiến vào, thì liền bị tiêu hóa ngay. Cũng giống như một người rất đói, khi ăn một chút đồ ăn, thấy dường như không có ăn vậy, hoặc là đối diện với mặt biển mênh mông, chúng ta đổ rác hoặc nước dơ xuống biển cũng giống như không có vậy. Tự mình đã khai ngộ, lại nói mình ngu, cả ngày cứ theo hỏi tôi, tại sao con ngu quá vậy? Tại sao con không có thể nghiệm? Nếu như một người không có thể nghiệm, nhưng lại hoàn toàn tin tưởng tôi, điều này có lúc lại còn tốt hơn là có thể nghiệm. Có những người có thể nghiệm, ngược lại đã bỏ trốn đi đâu mất. Không có thể nghiệm nhưng luôn luôn tin tưởng tôi, biểu lộ một đẳng cấp rất cao, cũng như hạ ý thức rất sáng suốt, nên mới tin tưởng tôi được. Còn những người tuy có chút thể nghiệm, nhưng vẫn còn ở nơi Atula hoặc là thế giới thứ hai mà thôi. Trí huệ vẫn chưa đủ để phán đoán. Tuy tôi không có làm điều gì sai, cũng không phải họ bị tôi la mắng, nhưng họ đã bỏ chạy rồi. Điều này chứng tỏ rằng đẳng cấp của họ không cao và trí huệ cũng không được sáng suốt, nên mới không đủ sức tin tưởng tôi. Ngoại trừ những đệ tử bị tôi trách mắng nên bỏ đi là trường hợp khác còn có thể hiểu được. Vì vậy, không nên xem cảnh giới của người khác. Cảnh giới không nhất định đại diện cho đẳng cấp cao. Ở những nơi Atula tràn đầy những thể nghiệm. Thế giới của Atula có hơn 150 cảnh giới, phân chia rất rõ ràng. Mỗi một cảnh giới lại có rất nhiều những cảnh giới nhỏ hơn. Nếu như quý vị đi chơi thì trăm ngàn vạn kiếp cũng không đi hết cảnh giới Atula. Đừng nói chi những cảnh giới cao hơn. Cho nên cảnh giới không là gì cả, mà cần phải có trí huệ. Có trí huệ hay không? Rất dễ dàng nhận ra, nếu như một người nào đó tin tưởng tôi thì biết rằng nhân duyên của người ấy rất sâu, đời trước có tu hành, trí huệ rất cao mới có thể hiểu được đạo lý của tôi và tin tưởng tôi. Cũng giống như Milarepa vậy, quý vị có biết không? Khi ông mới đi học đạo, không có chút thể nghiệm gì, bởi vì sư phụ của ông không dạy cho ông. Mỗi ngày chỉ đánh chửi và đuổi đi, hoặc dùng những biện pháp khó khăn để đối đãi ông. Nhưng ông vẫn một mực tin tưởng sư phụ của ông. 7 năm ròng rã trôi qua, ông vẫn nhẫn nhục chịu đựng những hoàn cảnh khó khăn ấy. Nếu như ông là kẻ phàm phu hoặc là người có trí huệ thấp thỏi, sẽ lập tức bỏ đi. Nếu không đi liền thì 3-4 năm sau ông cũng sẽ bỏ đi. Nhưng Milarepa 7 năm trời vẫn nhẫn nhục. Mỗi ngày xây nhà rồi lại tháo ra, cất lên rồi lại dỡ xuống,
bị đánh, bị mắng, bị đuổi. Bất cứ ông làm chuyện gì cũng đều bị xem là không đúng. Chưa bao giờ ông được sư phụ của ông khen thưởng. Thật ra ông cho rằng thầy mình không trách mắng là may lắm rồi, hà tất nghĩ đến chuyện được khen thưởng. Sống trong hoàn cảnh như vậy, ông vẫn nhẫn nhục chịu đựng. Thể nghiệm lại không có. Bởi vì sư phụ của ông không dạy cho ông pháp môn nào. Mỗi ngày thể nghiệm của ông là làm việc cho đến chảy máu. Toàn thân đầy thương tích, một lời cũng không được nói. Muốn gặp sư phụ cũng rất khó. Thậm chí đến hỏi han sư phụ điều gì ông cũng không được trả lời. Ngay cả pháp môn ông cũng không được truyền. Nhưng cuối cùng rồi, Milarepa cũng được trở thành một bậc đại sư nổi tiếng cho đến ngày nay. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rõ, không phải có thể nghiệm là đủ, là tốt. Những người có đại trí huệ trong lòng, hiểu rõ ràng, rất minh bạch và luôn luôn tin tưởng sư phụ của họ. Cho dù có thể nghiệm hay không, họ cũng không màng đến. Bởi vì ở thế giới ta bà này, cần phải có một số người ở lại làm việc chung với sư phụ. Nếu như họ có quá nhiều thể nghiệm, họ sẽ không thể nào làm việc. Họ sẽ say sưa trong đó mà không chịu làm gì cả. Hiện giờ đây, tôi đôi khi chỉ bảo quý vị một vài điều, quý vị còn không hiểu nổi. Chờ đến khi quý vị có nhiều thể nghiệm, quý vị đều say sưa uống nước cam lồ. Không ai chịu làm việc, cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi làm việc. Bây giờ chưa có thể nghiệm mà còn như vậy, tôi bảo mở cửa lớn, lại mở cửa sổ. Bảo mở cửa sổ, lại mở cửa lớn. Nếu như cả ngày say sưa trong thể nghiệm thì sẽ như thế nào? Cho nên những người tu hành không phải lúc nào cũng cần có nhiều thể nghiệm. Bởi vì chúng ta còn phải làm việc ở đây. Nếu chúng ta cần phải nấu cơm cho người khác ăn, lúc nấu cơm chúng ta không thể hưởng thụ những món xuân chân hải vị, bởi vì chúng ta bận rộn lo cho người khác ăn trước. Cho nên có những lúc ngay chính chúng ta cũng không biết mùi vị là gì, chỉ vội vã làm cho người khác ăn. Đợi đến khi người ta ăn no nê rồi, thì ở trong bếp chúng ta cảm thấy rất lạ lùng. Tại sao người ta có nhiều thể nghiệm ngon miệng như vậy? Nếu như quý vị muốn hưởng thụ, muốn mặc những bộ đồ đẹp, ngồi ở bàn, để người khác chăm sóc, thì không thể nấu cơm. Trái lại, muốn nấu cơm thì không thể ngồi ở bàn ăn với thái độ cao nhã thưởng thức, hoặc là hưởng thụ thức ăn ngon, để người khác tiếp đãi. Cũng vậy, hôm qua quý vị đến nơi của vị sư già nọ ăn cơm, người ta tiếp đãi quý vị. Quý vị hưởng thụ cơm chiều ở đấy, sau đó về nhà. Khi hai vị sư phụ già ấy tiếp đãi quý vị, họ không ăn, họ không cảm nhận và cũng không hưởng thụ được khẩu vị ấy. Lúc quý vị thưởng thức bữa ăn, họ không biết tình trạng thoải mái của quý vị như thế nào. Bổn phận của chúng ta là làm việc chứ không phải hưởng thụ. Đến khi hoàn thành nhiệm vụ mới hưởng thụ. Cũng như chúng ta nấu cơm cho người khác ăn. Đợi đến khi họ ăn no rồi, thì chúng ta mới có thể ngồi xuống ăn chung với nhau. Chúng ta đi Tây Phương rồi mới ăn. Nếu như bây giờ ăn thì không còn ai nấu cơm nữa. Cần phải có người nấu cơm cho người khác ăn. Nếu như mọi người đều muốn hưởng thụ, vậy thì ai nấu? Những người muốn làm việc rất ít, những người phát tâm Bồ Tát rất ít. Chúng sanh đều muốn ỷ lại vào Phật Bồ Tát, không chịu dựa vào bản thân mình, cũng không dũng cảm làm việc. Bởi vì lúc làm việc thì không thể hưởng thụ. Quý vị cần phải hiểu rõ hoàn cảnh này, những người làm việc rất ít có cơ hội hưởng thụ. Quý vị nhìn thấy tôi có bao nhiêu cơ hội để có thể được nhập định. Vừa nhập định, liền có người làm đùng một tiếng, náo động, để tôi phải tỉnh dậy. Như thế rất nguy hiểm. Vì vậy cho nên, tôi không dám nhập định sâu, bởi vì khi đột nhiên xuất ra, có khi rất nguy hiểm. Đối với thân thể không tốt, có thể sẽ bị đau đớn. Tôi muốn ngủ cũng không ngủ được,
lẽ ra vào lúc thiền thất, tôi cần phải nghỉ ngơi một chút, nhưng không có một cơ hội nào để nghỉ ngơi. Một bên săn sóc quý vị, một bên lại bị người khác bước vào quấy nhiễu. Không để cho quý vị vào thì không được. Mỗi lần thiền thất đều có rất nhiều chuyện phiền toái. Lúc Kiết Hạ an cư, mỗi tuần lễ mọi người đều chạy đến. Càng Kiết Hạ càng đến nhiều, làm cho tôi càng ngày càng mệt mỏi. Lúc nào cũng thấy tôi làm việc, không có một ngày nào tôi có thể nghỉ ngơi. Ngay cả lúc thiền thất, tôi cũng vẫn phải làm việc. Vừa rồi đã nói qua, lúc quý vị ngủ, tôi cũng phải làm việc. Lúc quý vị ăn cơm, cho dù tôi không muốn ăn, cũng phải đi ra trì cho quý vị. Làm sư phụ thật không phải dễ dàng. Quý thính giả vừa nghe bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Formosa vào ngày 1 tháng Giêng năm 1988 với chủ đề Tâm ứng tức đã thành Phật. Bài đọc được trích từ bộ sách Bí quyết tức khắc khai ngộ, hiện đời giải thoát, sách khai thị quyển 5.